Sáng hôm nay em có lên clip mụ mẹ con quýt nha anh chị, mẹ bông kem bông bướm để lứa đầu để được kem đít muối anh chị ơi. Thì mẹ bào chữa lại gần 4 tháng, con là tầm 7 tháng anh chị ơi. Thì mẹ con anh chị gần xa thích bộ mẹ con này cứ liên hệ em. Giá cả thì em để trên màn hình. Đó thì con là tầm mét mốt trên tầm mét mốt nha anh chị. Đó thì tầm 7 tháng, mẹ có chữa lại 4 tháng. Thì giá cả hợp lý anh chị về nuôi phát triển kinh tế. Chân thì chân trụ thẳng anh chị ơi, đầu bự hiền dạng. Đó, cổ lên cổ luôn anh chị ơi, lưng một lưng. Toàn dày sọc luôn. Quá trời cổ kìa. Chân cối nha anh chị. Thì giá cả hợp lý đó, giá đó anh chị ơi. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con VIP này cứ liên hệ em. Đó thì kem đầu chọi mẹ đầu chọi nha anh chị. Con kem mẹ là kem bông bướm. Đó, chân cẳng hoàn thiện bao loại lú tới đẻ bốn vú đều chữa lại ba trên 3 tháng rưỡi anh chị, chân móng sò hết nha anh chị, đòn dài thùng lớn mẹ mét 3 mấy nha anh chị. Đó dòng này thì anh chị biết rồi, mát sữa con có uống mềm anh chị ơi. Đó thì kem bông bướm lâu lâu mới được hàng VIP đó anh chị ơi. Đó thì mẹ đẻ năm 1 nha anh chị, con được tầm 7 tháng mà mẹ đã chữa lại 4 tháng nha anh chị, bao chữa bao khám bao loại nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó thì hàng VIP anh chị ơi, đó được quá pin mẹ thùng lớn đòn dài anh chị ơi, mới đẻ lứa đầu tiên giờ có chữa lại 3 tháng, hàng hiếm anh chị ơi. Gửi đó cho thì anh mẹ chị. Là kem bông bướm rồi, anh chị gần xa thích liên hệ em nha. Đó chân cẳng cối nha anh chị, bốn vú đều chân rúng rúng có rúng nha anh chị, chân móng sò đó hàng hiếm anh chị ơi. Đó mẹ xoáy tích thì nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Đó thì giá cả em đã thương lượng sát giá với anh chủ nhà về cho anh chị nuôi bao lợi nhuận. Đó con đó anh chị ơi. Đó. Quá trận bò không đó, quá pin anh chị ơi. Đó thì giá cả thì anh chị cần thì liên hệ em đó để trên màn hình.